chào mọi người cảm ơn mọi người đã quay trở lại với Adam Mobile mọi người mua máy thì liên hệ qua số zalo 0344 999 456 hoặc địa chỉ facebook fanpage là Adam Mobile Chọn người nhé, hôm nay thì cũng có mấy cái laptop giới thiệu mọi người Thứ nhất là con laptop của Lenovo này, dòng ThinkPad nhé Model của nó là X270, nó chạy chip i5, RAM 8GB SD của nó 128GB, màn rộng 12.5 inch, giá là 3 triệu 2 .000. Giá này đã bao gồm cả sạc nhé, mọi người không lấy sạc em sẽ trừ cho người 200 nghìn còn 3 triệu nhé Ngoại hình con này thì nó hơi sức theo thời gian một chút rồi Các cổng cái lỗ của nó thì có chân sạc này, chân tay C này, HDMI, USB này Đằng trước thì không có cổng cửa lối đâu cả. Bên này thì có chân cắm đánh em 5 này, USB này, khe cắm thẻ nhớ này, khe cắm SIM này, mạng LAN này. Đây, mặt dưới thì cam kết mọi người là main mạch 100% chưa can thiệp sửa chữa bất cứ một cái gì cả à, bàn phím đẹp nhé không có bị mờ bạc bong chóc phím nào cả nhé à, bàn phím, phím thì rất là ok có à, này tớt bát ngon này có mở khóa vòng vân tay nhé à, camera micro thứ đều ok này màn rộng 12.5 inch đẹp không ngá mối nhá có à, này nó chạy con chip coi i5 7300U này ram 8GB và đang chạy Windows 10 là 64 bit và ổ cứng lưu trữ của nó là OSD một trăm hai g nhá OSD nên là nó chạy cũng rất là mượt mà một trăm hai mươi Wi-Fi rồi mọi chức năng thì đều OK hết nhá Quá này thì nó có cả cái uh, khe sim 4 g nhá Đây mọi người có thể chọc uh, dùng cái cây chọc sim này đây, mọi người có thể chọc cái khe sim này ra đây, mọi người có thể lắp cái sim này đây, đây. Đó, cái khe sim này nó là cái khe uh, micro sim thì à, mọi người nếu mà có sim nano sim thì mọi người lắp thêm một cái áo vào nữa thì à, mọi người có thể lắp được vào cái sim vào cái khay này lắp sim vào khay xong là đấy, mọi người có thể dùng là 4 g đây nó sẽ hiện cái vạch sóng 4 g đây nhé đấy, nó sẽ hiện cái vạch sóng 4 g này khi mọi người lắp sim vào thì nó sẽ hiện uh, vạch sóng 4 g vào tên nhà mạng này nhé ở phần dưới này là wifi là mọi người đi đâu cũng có internet làm việc Đó, rất là ok nhé bàn này có này là mở rộng là 180 độ nên là mọi người sẽ có nhiều cái góc nhìn để làm việc hơn Đấy. có cả 4G Đấy, bán về triệu mọi người không biết xa còn 3 triệu nhé x270 i5 giam 8 SD128 nhé màn rộng 12.5 inch rồi là rất là nhỏ gọn mọi người uh, mang đi mang lại rất là tiện 4G đi đâu cũng có internet để làm việc con này là con của Lenovo cũng là dòng thanh bát nhé. Model của con này là L480, nó chạy chip i5, RAM 12GB, SD của nó là 256GB. màn rộng 14 inch nhé. giá bán của người giá là 3 triệu 8. 000. Giá này đã bao gồm cả sạc rồi. Mọi người không lấy sạc em sẽ trừ cho mọi người 200 000 còn 3 triệu 6 nhé. ngoại hình con này thì nó cũng chỉ hơi gọi là xước nhẹ tí tí theo thời gian thôi. Nói chung ngoại hình thì còn rất là đẹp nhá. Đấy, các cổng kết nối của nó thì có chân tai C, chân này nó vừa trên kết nối dữ liệu vừa chân sạc nhá. Đây có một chân tai C này, chân USB HDMI khe cắm thể nhớ này, mạng LAN này. Đằng trước thì cũng không có cổng kết nối đâu cả. Bên này thì có chân cắm tai nghe 1.5 này, USB này. Nói chung con này nhìn thì rất là mới, mọi người nhìn này. Mặt sau này nhìn như mới luôn. Không có tí bụi bẩn han gì nữa nhé. Bên mạch thì cam kết mọi người là zin 100% rồi bàn phím đẹp không có bị mờ bạc bong chóc phím vào cả tớp bát ngon nhá màn hình rộng 14 inch đẹp không có bị ả mối gì cả camera micro thứ đều ok hết nhá con này nó đang chạy uh, Windows 11 nhá nó chạy con chip coi 5 8250U này ra 12GB và đang chạy Windows 11 là 64bit vô cứng lưu trữ của nó nó ổ SD 256GB đã được chia làm hai ổ rồi một ổ Windows một ổ chuyển nghiệm nó sẽ an toàn dân yếu hơn cho mọi người nhá mọi chức năng thì đều ok hết bản này cũng mở rộng vào 180 độ này nên mọi người cũng có nhiều cái góc nhìn để làm việc hơn Đấy, cái phần trên này thì nó hơi lứt nhẹ một tí nhé Đấy, do vận chuyển thì nó hơi lứt nhẹ một tí thôi nhưng nó không ảnh hưởng thì máy móc đâu máy móc thì cam kết mọi người là zin nét rồi Đây, mọi người nhìn này các cái cổng cái lối của nó này còn không có tí bụi bẩn nào luôn nhé Đấy, rất là mới luôn này nhìn rất mới nhé L480 bán người 3 triệu 8 nhé Mọi người không lấy sạc còn 3 triệu 6 Chip i5 ra 12 SD256 nhé còn con này là con laptop của Microsoft này laptop của Microsoft nhé. Con này là con uh, Sufei laptop 2 nhé. con này là một trong những con laptop của doanh nhân này. Thiết kế vỏ nhôm nguyên khối mỏng đét luôn. Mỏng chắc chỉ cỡ khoảng 1 cm thôi. Chỗ dày nhất chắc chỉ cỡ khoảng 1 cm. Còn chỗ mỏng thì không đến luôn nhé. con này nó chạy chip i5, RAM 8 GB, SSD của nó 256 GB, màn rộng 13.3 inch và độ phân giải của nó là 2K nhé. Và giá bán cho người là 4 triệu rưỡi giá này thì uh, đã bao gồm cả sạc rồi mọi người không lấy sạc cũng chữ trừ trong người 200 nghìn còn 4 triệu ba nhé. vỏ nhôm nguyên khối này sờ mát lạnh luôn đấy, ngoại hình thì nó chỉ hơi xước theo thời gian một chút thôi các cổng cái lối của nó thì có chân USB này chân cắm tay nghe 3 5 này đằng trước mỏng nên nó không có cổng cái lối nó cả bên này thì có chân sạc nhé. mặt dưới này đấy, mặt dưới cũng là mặt nhôm này đấy, mát lạnh luôn đấy, mặt trên này thì uh, bàn phím của nó thì rất là đẹp, bàn phím đẹp và bàn phím này nó có led nhé, sáng quắc luôn, mọi người làm việc buổi tối rất là tiện. chỗ phần mặt lỉ này thì nó hơi ố vàng này, mặt lỉ hơi ố vàng một chút, nhưng bàn phím thì rất đẹp nhé, bàn phím đẹp, nét căng luôn, tớt bát cũng ngon, màn hình rộng 13.3 inch, có cả camera này, và con này có mở khóa bằng khuôn mặt face đi nhé, có cả mà khóa một khuôn mặt và màn hình của nó là màn hình cảm ứng đa điểm giống như điện thoại smartphone nhé và hiển thị màn hình thì nó hơi ố vàng nhẹ ở mép này à, hơi ố vàng nhẹ ở mép, này. tí tí thôi nói chung là nó không ảnh hưởng gì đâu mọi người dùng thì mãi mãi nó như vậy thôi nhá à, bởi vì là cái màn hình này nó 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 tì vào à, khi chủ cũ họ dùng ấy tức là họ ép này ép cái này là nó nó, nó tì vào cái chỗ thành này này à, nó, nó nó hơi nó hơi ngả vàng một chút thôi nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đâu à, nói là vẫn hiển thị các thứ thì vẫn ok nhá à, phần ở trong thì rất là trong luôn trong veo luôn đấy, nó chỉ hơi ố vàng tí mép vậy thôi đấy, Nó không ảnh hưởng gì cả cảm hứng vẫn mượt mà nhé, nó chạy con chip coi năm tám ba năm u này ram tám g và đang chạy windows 10 là sáu mươi bit ổ cứng lưu trữ của nó là ổ sd hai trăm năm sáu g đã được chia làm hai ổ rồi một ổ windows một ổ chế liệu nó sẽ an toàn dữ liệu hơn cho người nhé đấy, màn hình độ phân giải hai k cảm ứng rất là mượt mà nhé đây em sẽ thử vào youtube em nướt cho người xem này nói chung cảm ứng đa điểm nó rất là mượt luôn độ phân giải 2K nữa nên là cái tỷ lệ màn hình của nó nhìn uh, nội dung rất là nhiều nhé này, nước này, cực kỳ mượt này, zoom ra zoom vào rất là ok nhé Đấy, nước cực kỳ mượt nhé con này thì uh, chạy thì mượt rồi bán về 4 triệu rưỡi nhé mọi người không lấy sạc còn 4 ,3 triệu 3 thôi còn con này là con laptop của HP này model của nó là 650G4 nhé nó chạy chip i7 ra 12GB SD của nó 128GB và ổ HDD của nó là 500GB tổng ổ cứng lưu trữ của nó là hơn 600GB mọi người thoải mái lưu trữ dữ liệu nhé màn rộng 15.6 inch em bán với giá là 4 triệu 6 giá này thì đã bao gồm cả sạc rồi nhé mọi người không lấy sạc cũng chỉ trừ cho người 200.000 còn 4 triệu 4 nhé ngoại hình con này thì nó hơi chảy một chút các cổng cái lối của nó thì có ổ đĩa CD này bên này thì có chân cắm tay nghe 5 này chân tay C này USB này HDMI mạng LAN VGA này nghe cắm thể nhớ này chân sạc này nói chung là các cổng cái lối thì đeo đầy đủ hết mặt sau này rất đẹp Đấy, nó chỉ hơi chảy tí góc vậy thôi Đấy, hơi chảy tí góc một chút này nhé Đấy, còn đâu thì không có cái gì để chê nó cả Đấy, bàn phím đẹp nhé không có bị mờ bạc bong chóc phím nào cả à, bàn phím con này nó là bàn phím full size có các bàn phím số nhé mọi người làm việc liên quan số rất là tiện Đấy, nó chỉ chê cái là cái góc này nó hơi chảy thôi Đấy, hơi chảy góc này nhưng mà không ảnh hưởng gì đến main mạch và chức năng của máy đâu nhé con này có mở khóa bằng vân tay này Đấy, màn hình rộng 15.6 inch đẹp không có bị ám hố gì cả Đấy, màn hình rất là đẹp nhé Đấy, camera micro thứ đều ok và có cả cá trượt che cam để tránh hay cam nhé con này cấu hình thì cực kỳ ngon rồi nó chạy con uh, chip coi i7 này 8550U ra 12GB và đang chạy Windows 10 là 64bit Vô ổ cứng lưu trữ con này thì nó sử dụng hai ổ cứng lưu trữ. Một ổ SD là 128 GB đang chạy Windows này và ổ HDD 500 GB để chứa dữ liệu này. Đấy, tổng của nó là hơn 600 GB. Đấy mọi người thoải mái lưu trữ dữ liệu nhé Đấy, Wi-Fi mọi chức năng thì đều ok hết nhé Đấy, chỗ phần uh, góc màn hình này nó cũng hơi lứt nhẹ một chút này. À, hơi lứt nhẹ một chút. Nhưng mà máy móc thì cam kết mọi người là zin 100%, tất cả các linh kiện của máy đều là zin hết nhé. Đấy, ngoại hình thì nó hơi chảy một chút thôi. Đấy, bán rẻ hơn so với con máy đẹp là một triệu nhé. Máy uh, Uh, 650 G4 này máy đẹp thì em đang bán là 5 triệu 6 nhưng con này nó hơi trời một chút em bán giảm cho mọi người đúng 1 triệu còn 4 triệu 6 đó mọi người không lấy xa còn giảm 200 nghìn nữa còn 4 triệu 4 nhé đấy thì trên đây là những máy hôm nay em bán cho người mọi người này máy gì cứ nhắn qua Zalo số 0344 9946 cho em nhé Ok cảm ơn mọi người nhé chào mọi người